nè, y ra như viên cẩm thạch luôn các bác anh chị. Mẹn ơi, nó màu trắng, màu xanh, rồi màu hồng hồng gì đủ thứ luôn cô bác ơi. Này là y ra như là viên đá cẩm thạch đi cô bác anh chị. Cái gì? Đâu? Đâu 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 để đâu để Quỳnh đi di chuyển bên trong coi, ngu phật ạ. Cô bác anh chị ơi. Cái gì nhìn thấy ghê quá trời luôn cô bác. Thấy mà ghê luôn cô bác ơi. Để ơi để. Cái đầu tròn tròn mà toàn là tóc tai lông lá gì không mà để. Nhìn thấy ghê quá ạ. Nam mô A Di Đà Phật, thấy ghê luôn cô bác ơi. Ờ này hiểm trở mà nước nó chảy như là cắt cổ luôn cô bác anh chị nè. Em cháu phóng to ra cho cô bác thấy nè. Ý mẹ ơi, nó phóng gần lại đó cô bác, mà dưới nó chảy kìa. Là cái nơi đây rất là sâu nha cô bác anh chị. Phải bước qua những cái khe đá này mới lên bên trên được cô bác anh chị. Đây là cái nơi hang chiến sĩ nha. Đây thì tính đã bước lên theo cái đường nước này nè cô bác anh chị. Nam mô A Di Đà Phật, đi tới đầu gối luôn cô bác anh chị ơi. Ở bên trên nó chảy ầm ầm luôn nè cô bác anh chị. Dạ, tính miền Tây lễ phép kính chào toàn thể cô bác anh chị gần xa trong nước và ngoài nước kính mến. Chúc cô bác anh chị một buổi sáng bình an, gia đình mạnh khỏe và luôn luôn tốt đẹp. Dạ kính thưa cô bác, thì hiện tại tính đang có mặt tại núi Dài Vạn Liên nha cô bác anh chị. Thì hôm nay tính đến đây để ghi hình tại núi Dài Vạn Liên và tính sẽ lặn mò theo cái đường mòn mà nước chảy nè cô bác anh chị. Vì đêm hôm cũng có một trận mưa rất là lớn luôn cô bác. Thì nước ở đây thì nó chảy rất là nhiều ha. Thì tính sẽ lên bên trên để ghi hình và tìm hiểu cái nơi này cho cô bác anh chị được biết. Vậy tính một lần nữa kính mời cô bác anh chị theo chân tính để lên bên trên. Đây thì những cái mà giọt nước nó chảy rất là mạnh nha cô bác anh chị nè. Đây nè cô bác anh chị thấy nè. Đây thì thẳng lên bên trên là những cái mà khe suối nè cô bác anh chị. Chảy nước rất là mạnh luôn. Em cháu liên máy cho cô bác anh chị nhìn thấy nè. Nước chảy ầm ầm luôn cô bác anh chị. Bên đây thì nó có hai mà đường suối chảy nha cô bác anh chị. Bên đó nè, với bên đây nè cô bác anh chị. Rất là nhiều luôn. Thì đêm hôm có một trận mưa rất là lớn nha cô bác anh chị. Thì nước ở đây chảy rất là nhiều luôn. Em cháu sẽ đi theo cái đường mòn này cô bác anh chị để lên bên trên. Ghi hình cái nơi mà nước chảy nơi đây và tìm hiểu về khu vực này nha cô bác anh chị. Thì nơi này cô bác anh chị nè, cô bác thấy là từ xa là cô bác đã nghe cái tiếng suối nó chảy ầm ầm luôn cô bác anh chị. Đó. Đây thì nó chặt thẳng lên bên trên nha cô bác anh chị. Nơi đây là chảy nước huyết mà thành một cái đường này luôn cô bác anh chị. Giống như một cái khe suối luôn đó cô bác. Thì cái nơi này của bác anh chị, thì lúc trước cái nơi mà núi Dài Vạn Liên ở đây á là cái vụ mà sạt lở núi nha cô bác anh chị, thì nơi đây cũng có ảnh hưởng nha cô bác. Nó chài những cái viên đá này xuống nè cô bác anh chị. Nhiều khi nó chắn ngang những cái mà cái đường này nè. Dạ kính thưa cô bác, thì cái nơi này nè cô bác anh chị, vào thứ bảy chủ nhật thì mấy em học sinh hay lên đây để tắm nha cô bác anh chị. Thì nơi đây mà nước nó chảy là xuyên suốt luôn cô bác anh chị. Nhưng mà đêm hôm có trận mưa rất là lớn luôn nên nó chảy rất là nhiều. Còn mỗi bữa chảy nhưng mà ít nha cô bác anh chị. Đó, em cháu ghi hình cho cô bác được thấy nè. Mưa cô bác anh chị ơi, đang ghi hình mà trời mưa nè. Y mèn ơi. Cái bên trong đây nè cô bác anh chị. Bồng lỏng dưới đây luôn cô bác ơi. Ở đây là không hổm mà cái chặn mà sạt lở núi của bác anh chị. Đây nè, em cháu liên máy cho cô bác nhìn thấy nè. Cái vách mà bê tông này là nó bộng lỏng của bác anh chị. Là khi hởm mà cái đợt mà sạt lở núi của bác anh chị thì nó cũng ảnh hưởng nơi này nè. Đó, em cháu liên máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Dạ kính thưa cô bác, thì khi nãy có một trận mưa rất là lớn nữa nha cô bác anh chị. Thì em cháu cũng đã đụng mưa rồi.
Thì bây giờ là nơi đây thì có hai ba hướng để mà cái đường xuống để chạy xuống nè cô bác anh chị, đây nè, bên đây và bên đây nha cô bác anh chị. Và bên đây nữa cô bác rất là nhiều luôn, nhưng mà em cháu không biết đi đường nào. Thì có lẽ chắc theo cái đường mòn này nha cô bác anh chị, để di chuyển lên bên trên để mong được gặp cái mà nghe ông mấy chú dân địa phương dưới cô bác anh chị là nói cái bên trên đây nè có một cái hang là hang chiến sĩ nha cô bác anh chị, nhưng mà không ai dám xuống hết. Thì hôm nay tính đến đây để ghi hình để tìm hiểu về nơi này và cho cô bác anh chị được biết. Nếu đủ duyên thì tính xuống bên dưới, còn nếu không đủ duyên thì tính sẽ cố gắng lên bên trên ghi hình cho cô bác anh chị được biết ha. Vậy một lần nữa tính kính mời cô bác anh chị theo chân tính. Có phát hiện một cái viên đá rất là đẹp nha cô bác anh chị. Đây nè, cái viên đá này nó màu màu đỏ, màu hồng, màu tím gì đủ thứ cho cô bác anh chị nè. Màu vàng nữa cô bác ơi, nhìn rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Nó em cháu đi dọc đường thấy cái gì mà đẹp thì em cháu ghi hình cho cô bác được thấy ha. Rất là nhiều luôn cô bác nè, rất là nhiều những cái viên đá đẹp luôn á. Có cái viên này là đẹp nhất là cô bác anh chị. Nơi đây thì rất là nhiều những viên đá đẹp nha cô bác anh chị nè. Con thấy đẹp không con? Hôm nay đồng hành với tính thì cũng có mà đại đây và dẫn con gái theo cô bác anh chị để cho con gái chiêm ngưỡng được cái nơi núi dài Vạn Liên nơi đây nè cô bác anh chị. Em cháu sẽ đi lên bên trên ghi hình cho cô bác được thấy. Mèn ơi, ơi viên đá này ngộ đại, đẹp dữ ta, đẹp thì chứ y ghen như là cái sớ của cái sớ mà này, cái sớ của cái mía mình chặt á, đại biết không ha. Nhìn rất là đẹp luôn cô bác anh chị. Đẹp ha. Ừ. Kìa, ở dưới còn cục nữa kìa. Đâu đâu đâu. Mẹ ơi quá nhiều luôn cô bác ơi. Nè, nhiều chứ. Rất là nhiều luôn cô bác anh chị. Nè. Tính ly máy cho cô bác anh chị thấy nè. Rất là nhiều luôn á. Sớ sớ như là cái mà cái cây mía mình chặt ra cô bác anh chị. Nó trong trong mà nó đục đục mà nó sớ không cô bác anh chị. Đó. Giống như y như là cái cẩm thạch vậy ha. Ừ, tự như cẩm thạch vậy đó, nhưng mà nó đục hơn. Nó đục mà nó sớ sớ không mà. Nó ngộ gì chứ. Quá ngộ luôn hết đây. Thôi vậy anh em mình di chuyển lên bên trên đi. Giờ thì tính sẽ cùng đại đây di chuyển lên bên trên. Con đi theo ba con kìa. Lên bên trên này rất là khó đi nha cô bác anh chị. Những cái khe suối nó chảy ầm ầm luôn cô bác anh chị. Nè tính phải vượt qua những cái khe đá này nè cô bác anh chị. Đó. Bước lên những cái khe đá này rồi mới đi di chuyển lên bên trên được nghe cô bác. Mẹ ơi, ô cục đá này nó nứt nẻ ra luôn cô bác anh chị. Giống như là nước chảy riết mà nó nứt luôn nè cô bác. Đó, cô bác thấy nè. Nơi đây thì nước nó chảy ầm ầm luôn nha cô bác anh chị. Cái viên đá nó không rớt đó nè. Đây là cô bán chị, viên đá này nó nứt rồi nè mà nó chưa rớt nè cô bán chị. Quá trời luôn, nước này nó chảy chắc quanh năm luôn cô bác ơi. Còn bên trên nó cô bán chị, nó rất là nhiều luôn á. Đây tính có phát hiện một viên đá rất là đẹp nha cô bán chị. Đâu đưa là kế còn. Đây nè, y ra như viên cẩm thạch luôn cô bán chị. Mẹ ơi. Nó màu trắng, màu xanh rồi màu hồng hồng gì đủ thứ luôn cô bác ơi. Này lấy ra như là viên đá cẩm thạch đi cô bác anh chị. Nơi đây ha. Nơi đây là rất nhiều những viên đá đẹp nha cô bác anh chị. Giờ tính sẽ di chuyển lên cái tảng đá rất to nha cô bác anh chị. Mẹ ơi khó đi quá cô bác ơi. Tính phải cầm cái cây chuối nè. Ui da. Cái này giống như là băng rừng vượt suối nha cô bác anh chị. Đó, em cháu lia máy cho cô bác anh chị nhìn thấy nè. Đệ thì đang đi sau lưng cổ tính nè. Nơi đây những tảng đá rất là to luôn cô bác ơi. Ui dạ. Tính có thấy một cái tảng đá rất là to nha cô bác anh chị. Để em cháu sẽ di chuyển đến nơi đó để ghi hình cho cô bác được thấy nè. Đây nè cô bác anh chị. Cái tảng đá này rất là to luôn nè. Nó nằm treo meo nè. Nước ở đây thì nó chảy là xuyên suốt nghe cô bác anh chị, nhưng mà đêm hôm thì trận mưa rất là lớn nên nó chảy rất là nhiều. Thì khi nãy tính cũng có đục mưa nghe cô bác anh chị. Ê, tính cái gì
thấy cái để có cái gì trong đó kìa chạy. Đâu để nói cái gì? Nó đâu? Kìa. Đâu để đâu để Quỳnh đi di chuyển bên trong coi, ngu phật ạ. Cô bác anh chị ơi. Đó đó. Cái gì nhìn thấy ghê quá trời luôn cô bác. Nhưng mà làm sao bước vô đây nè. Nhìn đi ra như đậu người ta cô bác chị ơi. Ý mẹ ơi. Tôi để anh di chuyển vô bên trong coi, Nam mô ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây nè cô bác chị ơi. Kính sẽ phóng to cho cô bác anh chị thấy nè. Thấy mà ghê luôn cô bác ơi. Để ơi để. Cái đầu tròn tròn mà toàn là tóc tai lông lá gì không mà để. Nhìn thấy ghê quá à. Ồ thấy ghê quá đại ơi, đi mới được. Nam mô A Di Đà Phật, nhìn thấy ghê quá cô bác ơi. Nhìn đi gan cái đầu người ta cô bác anh chị. À, tóc tai lông lá không mà tính không có di chuyển mà lại gần được nha cô bác anh chị. Trời ơi nổi ốc luôn cô bác anh chị. Đây nè. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi đi đi đợi ơi, ghê quá à. Tại cô bác anh chị biết ở trong đó, đó là có những cái tảng đá rất là to mà tính không có thể vô bên trong được, nhưng mà nó kẹt lại cái giống như cái đầu người ta cô bác anh chị. Đó. Từ xa tính phóng to cho cô bác thấy đó. Nhìn thấy mà ghê luôn nè. Hôm nay cũng hên là tính đi đồng hành với đệ đây và với con của đệ cô bác anh chị. Chứ nếu mà đi một mình chắc có thể tính xỉu đây luôn cô bác. Tới cái nơi mà cái nãy mà có giống bị gan sổ đầu người ta đó. Mù phật hôm nãy hai anh em mình chạy bu gần chết luôn cô bác anh chị ơi. Thấy mà ghê luôn. Nói chung ra là bùng gợn luôn á. Ác em nổi. Đại chứ. Nhìn đó, nhìn lại là ghê luôn cô bác anh chị. Tại vì cô bác cũng thấy là cái tảng đá nó nằm tuốt ở trong luôn. Tính chỉ là phóng to lại thôi cô bác anh chị. Chứ mà nếu lại gần chắc còn gùng gợn nữa cô bác anh chị. Mà lại không có được. Quá trời ghê cô bác ơi. Mà đi vô không có được. Ừ ghê không được. Cái tại nó có cái tảng đá ở trong. Ừ đúng rồi. Cái thác nước ở dưới nó chảy nữa. Rồi cát không mà mình đi, nếu mà đi vô thì sợ nó lúng. Ừ. Không dám đi vô đâu. Nhìn từ xa phóng to lại mà còn ớ ngốc rồi. Ừ. Nhìn đi ra như cái sọ đầu người ta nha cô bác anh chị. Nhìn tóc tai rồi mặt mày mũi gì có đầy đủ luôn cô bác anh chị ơi. Thấy ghê quá. Nó tung ra là ghê trời. Nó nãy con thấy sao con? Con mắt nó xanh lè luôn. Ờ đúng rồi đúng rồi. Ờ. Thấy không? Đúng, con mắt nó xanh xanh. Sao trời? Xanh xanh bởi vì anh mới nói là gỡ ngốc anh mới chạy bỏ chạy đó. Thấy mà ghê luôn á. Nãy em chỉ thấy là cái tóc thôi chứ. Tại vì cưng đứng sau lưng của anh đứng xa quá. Không có thấy. Bởi vì sợ em chạy ra luôn á. Mày ơi phải mày biết vậy tính cũng không dám lợi cô bác anh chị ơi. Thì ở đây nè của chú chị thì chút nãy mày tính chạy chút xíu rồi té luôn cô bác anh chị. Đây thì tính cũng có phát hiện được cái nơi đây là hang bảy cục nha cô bác anh chị. Đây là đội hỏa tốc nè. Đây thì những cái dấu mà hồi xưa các chiến sĩ nè, những dấu đạn nè cô bác anh chị. Bắn còn có dấu nè cô bác, rất là nhiều luôn. Đây nè cô bác anh chị. Đây là những cái viên đạn nha cô bác anh chị, còn ẩn dấu lại nè cô bác anh chị. Còn bên dưới đây nè cô bác anh chị là cái hang rất là sâu luôn. Nơi đây thì rất là hang nhiều nha cô bác anh chị. Nhưng mà cô bác địa phương đây nói là không ai dám xuống nơi đây nha cô bác anh chị. Tính thì cũng là đến đây để mà ghi hình cho cô bác anh chị được biết thôi. Còn mà nếu đủ duyên thì tính mới chui nha cô bác anh chị. Chứ nếu không đủ duyên thì tính không có dám chui bên dưới nha cô bác. Có cái đất nó sập xuống. Ờ đúng rồi, sập xuống nè cô bác anh chị. Mẹ bé ơi, thấy mà ghê không? Trong cái hang này có đất nó sụp xuống rồi của chú anh chị. Nhìn thấy cái hang này ớn ốc luôn của bác anh chị ơi. Hang này hồi xưa là các chiến sĩ ẩn trú bên dưới nè của bác anh chị. Đó, hôm nay thì tính đã đến bên đây của bác anh chị. Đúng rồi, đúng rồi. Mình nhớ phát hiện là cô bác anh chị ơi. Cái này là cái tảng đá này nằm bên trên mà cái chỗ tính hòa đại đây nè của bác anh chị. Là khi nãy tính ở dưới của bác anh chị là bên dưới đây nè. Dưới này nè. Ở bên dưới. Tại vì mình khi mình nó vô đó là nước nó chảy quá nhiều. Ừ, mà nó nằm treo meo nhau, mình nghĩ là trong đó nó có những cái gì á, mình không có lại gần được. Nhưng mà từ xa thì anh có phát hiện được cái giống như hình thù giống như cái đầu người ta chứ. Nhìn thấy mà ghê luôn á. Mà cái ngay chân chỗ này thì cái tảng đá này là ở dưới bên dưới này nè. Là nãy mình phát hiện mình chạy đó. Đúng đúng rồi. Là ở trên này là cái để cái bia là hang bảy cục là chỉ ngày xưa nè. Đúng rồi. Cái này là hiện tại là cái này là tảng đá nằm bên trên nha các bác anh chị. Nãy giờ tính với đại đây bỏ chạy biết bao xa luôn. Đi bọc đường bên đây nè cô bác anh chị. Thì bây giờ mới phát hiện cái hang này.
mà tính mới nhìn bên dưới xuống nè cô bác anh chị, là hình như là nó nằm ở dưới đó cô bác. Đúng rồi, bên dưới á. Mèn ơi, thấy mà ghê vậy ta. Toàn cảnh em cháu lên máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Hiện tại thì Tính và Đại đây đứng trên cái tảng đá của hang chiến sĩ nghe cô bác anh chị nè. Anh em đứng cũng nép nép vô nghe cô bác anh chị, cũng không dám đứng bên ngoài, ghê lắm. Ở dưới đây là những cái hang, cái hang này cô bác anh chị giống như là cái hố rất là sâu, nước chảy ầm ầm luôn cô bác anh chị. Cô bác nhìn nhìn kỹ mới được, còn mà nếu mà đi bừa bãi thì rất nguy hiểm nha cô bác anh chị. Nơi dưới đây nè, những cái cây này thì nó phủ lại rồi cô bác anh chị. Đây nè, đây là toàn cảnh em cháu liêu máy cái nơi đây cho cô bác anh chị thấy nè. Nơi đây rất là hiểm trở và rất là nó sầm phức nha cô bác anh chị, nhìn rất ghê luôn á. Mình di chuyển lên nơi khác đi đại ơi. Đúng rồi, mình coi tìm còn cái hang nào nữa không. Nơi đây thì Tính không dám xuống nha cô bác anh chị, tại vì mình cái gì mình cũng phải đủ duyên mình mới đi xuống được cô bác. Nhưng mà em cháu cũng có nghe mấy người dân địa phương đây á, nói cái hang chiến sĩ nơi đây là chưa có ai xuống nghe cô bác. Nam mô A Di Đà Phật cô bác anh chị ơi. Đây hình như có cái hang rất là sâu luôn cô bác ơi. Từ bên trên mà Tính lia máy xuống nè cô bác. Ốc mà nổi luôn, để Tính di chuyển xuống bên đây ghi hình cho cô bác thấy nè. Ôi là chàng ơi, hết biết rồi cô bác ơi. Quá trời rồi đợi ơi, không lẽ là ở đây để nhìn thấy mà ghê luôn á. Đây nè cô bác ơi, nó mua ai chứ đồ Phật, thấy ghê luôn cô bác ơi. Nó hiểm trở mà nước nó chảy như là cắt cổ luôn cô bác anh chị nè. Em cháu phóng to ra cho cô bác thấy nè, ý mèn ơi, nó phóng gần lại đó cô bác, mà dưới nó chảy kìa, nước nó chảy ào ào luôn cô bác ơi. Ý chèn ơi, quá trời, cái hang này thấy mà ghê luôn á. Cái hang này thì nó bị mấy cái tảng đá to nó che lại như cô bác anh chị, nên cô bác không thấy đâu. Nè, để lại gần đi, để gần cái hình đi. Để dạ cái cò đại thấy ghê không? Ghê quá. Thì cái hang bự lắm, nhìn thấy mà sợ luôn cô bác anh chị. Đó. Vậy cái này nó chảy xuống nè. Ở bên trong này cái trên đây là cái tảng đá to nó đè lên rồi, nên mà nhìn kỹ mới thấy nha. Cái gì? Đó. Quá khứ luôn cô bác ơi. Hải hùng luôn cái chàng. Dạ. Tôi chân rất vậy đó. Đây dưới này có cái hang. Có đại ơi. Đại đứng cẩn thận nha. Ở đây nó trơn lắm. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thôi bây giờ Tính sẽ di chuyển qua phía khác cô bác ơi. Cái hang nó rất là sâu luôn cô bác anh chị. Đúng là hôm nay trải nghiệm cái nơi mà núi Già Dặn Liên nơi đây thì càng đi thì càng biết cái nhiều chỗ rất là bí ẩn nha cô bác anh chị. Nhìn rất là ghê luôn á cô bác. Thì trước giờ Tính chỉ ghi hình cái nơi sạt lở thôi cô bác. Hôm nay thì Tính trở lại nơi đây thì cũng là núi Dài Dặn Liên mà ghi hình cái nơi nước chảy nè cô bác anh chị. Và nơi hang của chiến sĩ. Thì Tính cũng phát hiện nhiều cái hang rất là kỳ lạ luôn cô bác. Đây nè. Tính đứng bên trên tảng đá này nha cô bác anh chị nè. Khi nãy em cháu chỉ cô bác anh chị đó, là cái tảng đá này nó rất là to luôn, nó đã đè lên bên trên hết rồi cô bác anh chị. Nó rồi cô bác anh chị mà đi ngang đây nè, nó là chỉ nhìn cái lỗ nhỏ thôi là thấy nó sâu quấy dưới luôn cô bác anh chị ơi. Từ bên trên mà Tính lia máy xuống là tầm cỡ mười mấy 20 mét nha cô bác anh chị, mà xuống bên dưới nó còn hiểm trở nữa cô bác. Nó đây thì nhiều cái tảng đá nè cô bác anh chị, nó đã đè lên rồi, giống như một cái đường hầm cô bác anh chị, đường hầm bí ẩn gì đó, nhìn rất là ghê luôn. Nơi đây thì có những tảng đá nó tròn cô bác anh chị và rất là to luôn. Đây là những cái thác nước bên trên nó chảy ầm ầm xuống nha cô bác anh chị. Thì bên đó thì Tính cũng thấy là đệ đang ghi hình, không biết là có phát hiện cái hang gì không nha cô bác anh chị. Đây là cô bác anh chị, em cháu ghi hình cho cô bác được thấy nè, những cái tảng đá này nó đè lên cô bác anh chị, có cái hang nữa nè. Đúng rồi, để anh đứng vô trong. Ghê quá cô bác ơi. Tính phải đứng bên trong nha cô bác anh chị. Đây nè, Tính phóng to lại cho cô bác được thấy nè. Đó, cô bác nhìn nè. Cái nơi mà hướng tay của Tính chỉ á là cái hang rất là sâu luôn. Còn nơi đây thì những cái thác nước nó chảy ầm ầm luôn cô bác anh chị. Đâu đâu để cho Tính coi cái gì mà. Đây là cô bác anh chị. Những cái viên cát này nó mạt mạt cô bác anh chị ơi.
Đúng rồi. Nè kìa cô bác anh chị ơi, nó sáng lấp lánh luôn. Ừ. Ngộ đợi chẹn. Sáng lấp lánh luôn nè cô bác. Đó đó. Màn ơi. Quá chừng lạ luôn cô bác anh chị ơi. Đó. Có nhiều lắm đại ơi. Đó. Mà dưới nước nó dễ thấy hơn. Dưới nước là nó bắp phơi những cái mạc nè cô bác anh chị. Nè. Nó em cháu ghi hình cho cô bác được thấy nè. Có những cái mạc bự như này. Ờ à, đúng rồi. Kìa cô bác thấy không? Đâu con? Đây. À. Sáng trưng luôn. Quá kỳ lạ luôn cô bác ơi. Thì hôm nay tính trở lại nơi núi dài nơi đây để ghi hình cái nơi thác nước này nè cô bác anh chị. Là dài bên trên thì tính sẽ tìm hiểu cái hang của chiến sĩ. Thì khi nãy tính cũng đã đến rồi cô bác nhưng mà không có xuống được cô bác anh chị ơi. Cũng là phải đủ căn duyên và tỳ duyên nha cô bác. Thì hôm nay tính đến đây ghi hình và tìm hiểu nơi đây thì nó rất là nhiều điều kỳ lạ nha cô bác anh chị. Tại núi dài Vạn Liên nơi đây. Thì dưới đây tính cũng có thấy được cái hang rất là sâu luôn cô bác anh chị nè. Nơi đây mà nếu cô bác anh chị mà nếu tính chịu khám phá cô bác anh chị còn nhiều điểm rất là bí ẩn luôn. Đó, những cái hang rất là sâu luôn cô bác anh chị. Tính sẽ mà rời nơi này để di chuyển qua nơi khác để ghi hình cho cô bác được thấy nha cô bác anh chị. Đây nè, cái nơi tảng đá này rất là to luôn. Tính sẽ đi theo cái đường này nè cô bác anh chị. Đi theo cái đường mòn này rồi đi lên bên trên nha cô bác anh chị. Đi trước đi con gái. Đi theo ba con đi. Thác nước nơi đây chảy ầm ầm luôn cô bác ơi. Nơi này đúng là nó nhiều cái nhiều chuyện lạ nha cô bác anh chị. Tại vì tính đi dọc đường thì thấy những cái viên đá thì màu rất là lấp lánh luôn. Và phát hiện những cái hang rất là kỳ lạ nha cô bác anh chị. Tại vì cái hang này nó ẩn núp ở trong những cái lùm cây nha cô bác anh chị. Khi nãy thì em cháu có mà đến cái nơi mà có cái tảng đá to đó cô bác anh chị. Là để cái nơi mà có cái tấm bảng. Nhưng mà cái nơi đó không biết có phải là hang chiến sĩ không. Tính thấy rất là nhiều hang. Nhưng mà rất khó đi nha các bác anh chị. Thì giờ tính cũng phát hiện được cái nơi này có thờ cúng nè. Và có cái hang nữa. Nhưng mà không biết phải là hang chiến sĩ không. Thì tính sẽ tìm hiểu cho cô bác được thấy. Đúng rồi. Có để cái bảng rồi đại ơi. Vậy là không để cái hang này. Vậy là khi nãy cái hang kia là không phải nha các bác anh chị. Cái nơi đó là cái hang để là quả tóc thôi. Còn cái hang này đúng là hang chiến sĩ nè. Cái nơi đây là nơi thờ cúng nè cô bác. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi chút xíu nữa anh em mình thắp nhang dán cái đi. Rồi hả ghi hình nha. Đây em cháu sẽ ghi hình sơ ngang cho cô bác được thấy nè. Toàn cảnh bên trong nè cô bác chị. Để tính ghi hình sơ chút xíu rồi tính sẽ cúng bái nơi đây để tiếp tục ghi hình cho cô bác anh chị được hiểu nè. Mèn ơi nước ở đây nó chảy nè cô bác anh chị ơi. Hết hồn luôn. Chạy theo cái dòng suối này nè cô bác anh chị. Nơi đây thì để cái bảng là nè cô bác anh chị. Là bảng là quân y. Đây thì có những cái bậc thang đi xuống nè cô bác anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì con cùng đệ đây đến đây ghi hình tại mà nơi hang chiến sĩ nơi đây thì cũng trước á thì trước khi con xuống đây để ghi hình thì cũng cầu mong các chiến sĩ và các vị chư thần nơi đây phù hộ cho em cháu được ghi hình được suôn sẻ và đi đến nơi về đến chốn. Thì một lần nữa con cũng cầu xin các chiến sĩ và các vị chư thần hãy gia hộ cho em cháu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác thì khi nãy tính cũng có đứng nơi cái hàng chiến sĩ nơi đây thì tính cũng có gian dế mà các vị sư thần nơi đây và các mà chiến sĩ phù hộ cho em cháu xuống bên dưới ghi hình được suôn sẻ nha cô bác anh chị. Giờ thì tính sẽ xuống bên dưới để ghi hình cho cô bác được biết. Thì cũng là tùy duyên nha cô bác anh chị. Thì tính đi đến đâu thì tính ghi hình đến đó cho cô bác anh chị được biết. Chứ tính không có hứa là đi ghi hình hết xuyên suốt cái hang này nha cô bác anh chị. Thì tính cũng nghe nói cái hang này rất là sâu nha cô bác. Ở đây là đường dẫn vô cái hang nè cô bác anh chị. Nước thì nó chảy ầm ầm luôn nè cô bác. Đây là bông nè cô bác anh chị. Bông này là rất là mới luôn nè. Tính nghĩ là có người mới cúng nha cô bác anh chị. Cái bên trong này rất là tối luôn cô bác ơi. Mẹ ơi.
cái này phải có đèn pin cô bác anh chị ơi, nước chảy ầm ầm luôn cô bác anh chị. Đây nè, đây là toàn cảnh bên trong hang nha cô bác anh chị. Em cháu liêu máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Còn bên đây thì không biết như thế nào đây. Quá luôn cô bác anh chị ơi, bên đây tối rồi. Cái này phải có đèn pin mình mới đi được, quá trời tối rồi. Chứ thêm hôm nay trời mưa nha cô bác anh chị. Hôm nay mưa rất là lớn luôn. Đây để tính ghi hình nơi này cho cô bác được thấy nè. Thì tối quá tính không có thể di chuyển vô bên trong nha cô bác anh chị. Thì tính sẽ liêu máy bên ngoài cho cô bác được thấy nè. Tính sẽ đi theo cái đường nước này nè cô bác anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật, đi tới đầu gối luôn cô bác anh chị ơi. Ở bên trên nó chảy ầm ầm luôn nè cô bác anh chị. Còn đây thì cái đường này nè cô bác anh chị, chảy nước theo nè. Quá sâu rồi cô bác ơi. Nam Mô A Di Đà Phật, cái ghê quá cô bác anh chị. Đây nè, cái tảng đá này rất là to nghe cô bác anh chị. Nó nằm kê nhau nè cô bác. Nó tạo thành một cái hang bên dưới nè cô bác anh chị. Đây nè, rất là nhiều luôn cô bác anh chị ơi. Đấy nè, là cái nơi đây rất là sâu nghe cô bác anh chị. Phải bước qua những cái khe đá này mới lên bên trên được cô bác anh chị. Đây là cái nơi hang chiến sĩ nha. Đây thì tính đã bước lên trên rồi, nhưng mà con của đại đây thì còn bên dưới nha cô bác anh chị. Hôm nay thì cháu đây cũng muốn trải nghiệm với ba để đi ghi hình nơi đây cho cô bác được biết nè. Đi từ từ nghe lại, rất là khó đi luôn á. Nước ở đây nhầm chỗ nó sâu lắm nha cô bác anh chị. Bước lạng quạng là nó sập xuống dưới luôn á. Mẹ ơi, nhìn nước nó chảy nè, hết hồn luôn cô bác anh chị. Đi rồi từ từ nghe đại ơi. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị chư thần nơi đây phù hộ cho con và đệ đây đi ghi hình được suôn sẻ, để cho cô bác anh chị được biết những cái hang nơi đây nè cô bác anh chị. Mèn ơi, bên trong này tiếc cái là tính không đem đèn nè cô bác anh chị. Cũng may là cái máy của đệ đây cũng có cái đèn led, thì cũng ghi hình với đệ đây nè cô bác anh chị. Còn những cái vách này nè cô bác anh chị, vách đá nè, cô bác cũng nhìn thấy là những cái đống đá này là nước bên trên nó chảy xuống cô bác anh chị, là nó tạo thành một cái bờ đá nè cô bác anh chị. Những viên đá rất là nhỏ luôn mà nó chất chồng lên nhau thành một cái bờ đất luôn cô bác anh chị. Đây là những cái vách đá nè cô bác anh chị. Đây thì tính hòa đợi đây đã đi vô bên hang chiến sĩ nha cô bác. Ở đây hình như là nhiều hang hả đệ. Đây là những cái vách đá này em cháu lên máy cho cô bác anh chị được thấy nè. Nhưng nhìn cái này thì em cháu rất là thương các chiến sĩ hồi xưa nha cô bác anh chị. Cái đường này thì dẫn lên bên trên, bên trên đi theo cái hang này cô bác anh chị. Còn bên đây nữa nè cô bác, tới hai ba đường đi lận. Thì hồi xưa các chiến sĩ nơi đây thì rất vất vả nha cô bác anh chị. Thì hàng ngày thì phải ẩn núp bên dưới đây để mà đánh giặc nha cô bác anh chị. Và tiếp tới những cái lương thực vô bên trong này nè. Những cái hang bên đây thì rất là hiểm trở khó đi luôn cô bác anh chị. Thì mấy cô bác mà địa phương ở đây á, nói cái hang này á, thì ít có ai mà được đi đến nơi nha cô bác anh chị. Chỉ là đi một đoạn nào thôi chứ không có đi mà khám phá hết được cái hang này. Vì nơi đây rất là hiểm trở và nó có những cái điều bí ẩn không ai biết được nha cô bác anh chị. Đây là những cái vách đá rất là thẳng đứng luôn cô bác anh chị. Thì nó kê với nhau, nó tạo thành một cái hang dưới đây. Còn cái đường này thì dẫn lên bên trên nha cô bác anh chị. Dẫn lên bên trên. Thì hồi xưa cô bác anh chị, thì tính cũng không biết được là những cái đường hang này là chiến sĩ dùng bằng tay hay là dùng những cái mà đục đẽo để tạo thành cái hang nha cô bác anh chị. Thì tính không biết được. Nhưng mà thấy những cái vách đá này nè, giống như là nó không có được bằng phẳng, nó có chỗ lõm chỗ lồi nha các bác anh chị. Nhìn rất là kỳ lạ luôn các bác anh chị. Thì cái hướng này là các bác anh chị, cái hướng này là dẫn ra cái đường bên ngoài nha các bác anh chị. Thì đây cũng có để là những cái chữ là để lối ra nè chị, hướng dẫn là mũi tên. Đúng rồi, mình vô là vô hướng kia, còn ra hướng này.
đây nè, để thấy cái này rất kỳ lạ nè, cái vách đá này nó lõm lên nè, nó giống như một cái đường cong của bán chị, nhìn rất là đẹp luôn nè. Đúng rồi, ra như là cái mái nhà luôn của bán chị, nó có cái đường cong, nó tính liên mái cho cô bác anh chị được thấy nè, rất là kỳ lạ nha các bác anh chị. Nó tạo thành một đường cong này giống như cái mái nhà của bác anh chị. Thì cái bậc trên đây cô bác ngồi nghỉ mệt cũng được nè, rất là rộng rãi luôn của bác anh chị. Còn đây thì quá tròn, nước nó chảy luôn cô bác ơi. Cái nơi đây là dẫn ra đường ra nha các bác anh chị, mà nơi đây chắc tính nghĩ là nơi đây sâu lắm cô bác. Đây là cô bác anh chị thấy nè, nước chảy ầm ầm luôn. Cái nơi núi Vạn Liên nơi đây và hai chiến sĩ nơi đây thì nếu mà theo tính nghĩ của bác anh chị thì có thể khám phá rất là lâu mới có thể mà biết hết được cái nơi đây, thì không phải là một ngày một bữa được biết hết nha cô bác anh chị. Thì tính cũng hôm nay thì chắc không thể khám phá hết được cô bác anh chị, chắc có thể hẹn khi sau nếu đủ duyên thì tính sẽ đến nơi đây để ghi hình thêm và tìm hiểu thêm cho cô bác anh chị được biết ha. Thì cô bác anh chị mà nếu mình vô cái hang này thì phải trang bị đèn pin nha cô bác anh chị. Thì nơi đây đi phải đông mới được cô bác ơi, chứ đi một hai người cũng sợ lắm cô bác anh chị. Nơi đây thì nước nó chảy ầm ầm luôn nè, sau một cái trận mưa rất là lớn luôn cô bác. Thì nước ở đây nó chảy là cuồn cuộn luôn cô bác anh chị. Dạ kính thưa cô bác, thì giờ tính sẽ di chuyển ra bên ngoài nha cô bác anh chị. Thì cái hang nơi chiến sĩ này thì rất là khó đi nha cô bác anh chị, thì cần phải có đèn pin và phải có biết người dẫn đường mới đi được nha cô bác anh chị. Thì tính sẽ hẹn khi khác nếu đủ duyên thì tính sẽ ghi hình cho cô bác anh chị tìm hiểu nơi hang chiến sĩ nơi đây nè, cho cô bác anh chị được biết. Dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ em cháu đã ghi hình toàn cảnh núi dài Vạn Liên nơi đây và đi theo cái suối nước này nha cô bác anh chị. Thì tính có phát hiện nhiều thứ rất kỳ lạ cô bác anh chị, thì cũng có đến nơi hang tại chiến sĩ nơi đây. Thì nơi đây là rất là khó đi và hiểm trở nha cô bác anh chị. Thì tính và đại đây không thể ghi hình vào bên trong cho cô bác được biết rõ được, tại vì nơi đây cô bác anh chị là cần phải có người biết đường, dẫn đường mà phải có đèn pin thì mới có thể thám hiểm vào bên trong để cho cô bác được biết. Thì tính nãy giờ chỉ ghi hình được bấy nhiêu thì cô bác cũng thông cảm nha cô bác anh chị. Vậy video của tính thì đến đây thì cũng hơi dài. Trước khi kết thúc video thì tính không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký. Thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.